Sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, từ ngày 30 tháng 9, Đà Nẵng đã chuyển trạng thái phòng chống dịch với chỉ thị 08 về thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay. Nhiều hoạt động kinh tế xã hội được nới lỏng trên nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch. Người dân được tắm biển từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng. Đó là một trong các hoạt động được thành phố Đà Nẵng nới lỏng sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Sau thời gian dài giãn cách, người dân đã trở lại với bãi biển vốn quen thuộc mỗi ngày với họ. Đi ra ngoài là cũng phải thực hiện theo đúng 5K, 5K của chính phủ đề ra và cũng giãn cách rồi khẩu trang rồi phòng ngừa là sát khuẩn là đầy đủ. Cùng với việc tắm biển thì theo quy định mới, nhiều hoạt động khác cũng được khôi phục để đáp ứng đời sống người dân cũng như phục hồi kinh tế xã hội thành phố. Khách sạn, cơ sở lưu trú mở cửa trở lại, các tiệm cắt tóc, gội đầu hoạt động hay mở lại chợ truyền thống. Tất cả đều phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các địa phương, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, nhắc nhở cũng như xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp với Ủy ban nhân phường và các ban ngành đoàn thể là thường xuyên tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở tuyên truyền cho người dân để thực hiện tốt cái chỉ thị 5K của Bộ Y tế đưa ra và không tập trung đông người, vào những giờ cao điểm, nhất là những tuyến biển, tuyến núi sân trà. Hơn một tháng cao điểm siết chặt giãn cách, Đà Nẵng đã ngăn chặn được các chuỗi lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Tuy nhiên thực tế nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Bởi Đà Nẵng là đầu mối giao thương, nếu lơ là chủ quan thì dịch có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả COVID-19, các đơn vị địa phương luôn ở tâm thế sẵn sàng kích hoạt các phương án. Tiến hành xây dựng cái phương án thích ứng an toàn với lại công tác phòng chống dịch. Nếu như mà có tình huống mà dịch xảy ra lại thì cũng sẽ tổ chức khoanh vùng, xét nghiệm và dập dịch nhanh nhất có thể. Thành phố tạo điều kiện cho người dân để mà có hoạt động, nhưng mà người dân phải có ý thức về trong quá trình phòng chống dịch. Hoạt động mà không có ý thức thì cái chuyện lây nhiễm là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Từ mục tiêu không có COVID, cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang từng bước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Mỗi phường xã, khu phố, tổ dân phố là một pháo đài và mỗi người dân sẽ tiếp tục là chiến sĩ trên trận tuyến này để cuộc sống sẽ sớm thật sự trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.